Rồi chào anh em ha. Thì hôm nay mình vừa mới thi xong một môn cuối kỳ thì mình về mình cũng rảnh. Thì hôm nay mình sẽ quay cái clip để rửa xe cho anh em xem ha. Thì coi mình rửa xe như thế nào. Rồi đầu tiên thì mình nói về vấn đề này trước khi mà mình quay cái clip rửa xe cho anh em xem ha. Thì một số anh em là thường á, có suy nghĩ á, về á, là mình sẽ sao ta? Ưu tiên là lấy cái khăn hoặc là cái dẻ để lau chiếc xe nhiều hơn là mình rửa chiếc xe, vì là có nên hay không thì anh em cũng có từng suy nghĩ đến vấn đề này không? Thì theo mình á, theo ý kiến cá nhân của mình, ý kiến riêng của mình á, thì mình không nên lau quá nhiều nha các bạn. Tại vì á, các bạn lưu ý nè, đây khi mà xe mình dính những cái bụi bẩn như vậy nè, các bạn thấy không? Hôm qua mình chở cái bịch súp rồi nó bị đổ với nước ra, nó dính lên xe nè. Thì cái này là những cái bụi bẩn bình thường thì mình vẫn có thể lau hết ha, nếu mà cái nồi giả mình sạch với mình kèm theo cái dung dịch rửa hợp lý. Nhưng á, một số trường hợp như các bạn đi ngoài mưa về đi, thì cái lượng sình với cát nó bám vào mấy cái bẩn này nè, nó bám tại trên đây nè, bám vào đầu đèn, bám vào mấy cái yếm ha. Rồi khi đó thì các bạn dùng cái khăn á, rồi các bạn lau, chẳng khác nào là các bạn cầm cái khăn các bạn chùi bằng các bạn chà mấy hạt cát lên trên dàn áo mình, thì lúc đó thì nó sẽ xước dàn áo thôi. Rồi nói sao dàn áo các bạn không có được sạch sẽ, không được mới, không được bóng ha. Rồi mình xin lưu ý đây, sẵn đây á, cái để mình lấy ra cho các bạn xem luôn. Thì cái dung dịch Cana này nè, Cana này thì chắc nhiều bạn biết cái này ha. Thì cái này là dung dịch đánh bóng, nhưng mà mình không có dùng để đánh bóng dàn áo nha các bạn. Lâu lâu nói chung là Tết nhất hay là có gì đó mình mới đánh một lần thôi, các bạn tuyệt đối không được lạm dụng ha. Tại vì khi các bạn lạm dụng nó, cái này là nó có chất tẩy rửa, trong này có xăng nè, nó sẽ làm mất bay màu bớt cái tem của các bạn cũng như là bay màu dàn áo ha. Mình chỉ dùng để mình đánh lại cái phần câm thôi, những cái phần nào nói chung cần sáng bóng đó. Cái này cũng không đánh đó. Phần câm xe, tại vì do câm nó chạy một thời gian á thì nó rất là dễ bị rỉ sét ha. Rồi nên mình đánh nó mình thấy lau sạch thì nó không bị sét nữa. Rồi ngoài ra mình còn sử dụng thêm cái dung dịch khác như là Sumo đó, thì ở những cái vlog trước mình đã có nói đến cho anh em ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình rửa xe cho các anh em xem ha. Thì mình rửa đây là cái mình rửa theo cái kinh nghiệm cá nhân mình thôi, chứ mình cũng chưa chắc mình hay hơn ai hoặc là mình rửa sạch hơn tiệm gì đâu. Thì nội dung mà tính chất tham khảo cho anh em ha, anh em có gì thì cứ để lại comment ha. Rồi mình bắt đầu mình quay. Thì để giảm bớt cái thời gian cho anh em xem á, thì mình sẽ quay với cái dạng time lapse ha, mình không có quay toàn bộ quá trình mà mình chỉ quay time lapse thôi. Rồi rồi hay vô sau chào anh em. Sau khi mà mình đã làm rửa sạch rồi mình lau khô rồi ha, rồi mình bây giờ mình anh em sẽ vào phòng á, thì mình có một số chú ý dành cho anh em ha. Thì anh em lưu ý trong cái mà cái đoạn video rất là ngắn mà mình đã quay về cái cách mình rửa xe á, tại do mình quay time lapse nên nó bị cắt rất là nhanh. Thì quá trình nó khoảng 15 phút đến nửa tiếng đó, hình như là chắc cũng khoảng 15 phút á. Thì mình gửi nhanh thôi cho các bạn xem, chứ mình không có gửi kỹ cái phần đầu lòng ha. Thì các anh em chú ý á, thì đầu tiên là mình dùng cái vòi nước mình làm sạch hết cái phần bụi ha, đồng thời giống như là cho cái phần sình bùn nó dính trên cái xe mình á, là nó giãn nở ra mấy cái phần mà trên cánh bửng hoặc ở trong á, nó dơ hoặc là mỏi về ốp đầu bửng sau đó, đuôi về đuôi đó hoặc là cho phục á, thì mấy cái chỗ mà nó dơ nhiều thì nó sẽ bị mềm ra, đang cho mình dễ rửa ha. Rồi xong các anh em mới bắt đầu tiến hành dùng cái nước rửa xe hoặc là cái xà phòng để rửa xe đó, thì các anh em mới bắt đầu rửa đều ha. Các nguyên tắc thì rửa từ trên xuống dưới nha các bạn. Các bạn có chú ý nãy là thấy mình rửa từ kính chiếu hậu không, rồi xuống đầu đèn, rồi xuống cái bẩn xuống, rồi tới đây xong mình mới rửa mỏ dè.
thì mình chia ra, mình sẽ gửi riêng cái phần dàn áo với phần dàn chân ha. Đầu tiên mình sẽ rửa sạch hết trơn, xong cái mình đi vòng ra hai cái yếm chồng, mình ra cái đuôi, mình gửi đuôi đèn biển số, rồi xong cái mình gửi yên, mình mở nắp yên, mình gửi yên, rồi xong mình bắt đầu mới xả nước làm sạch cái phần đó. Tại vì các anh em lưu ý ha, nếu mà mình á, mình rửa xong mà mình không có xả sạch liền thì nếu mà nó bị khô lại, nó sẽ đóng mấy cái bận bận ở trên cái dàn áo gây xấu á ha. Bởi vì khi mà mình rửa sạch dàn áo thì mình sẽ làm rửa sạch lại bằng nước liền luôn ha. Rồi xong mình mới tiến hành rửa dàn chân, rửa bánh trước thì mình rửa vỏ phụ, nền đùm căm, rồi xong đó mình rửa heo dầu đĩa, rồi mình sạc cái bánh trước, rồi xong mình làm đến đâu thì mình rửa sạch nước đến đó ha. Xong cái mình rửa phần bánh trước, xong tới mình tiến hành rửa đầu lòng. Đầu lòng mình rửa, mình dùng xà bông mình chà, xong mình bắn nước nó, tới mình rửa lóc, rửa gấp, rửa dàn chân, xong mình ra bánh sau. Mình các bạn lưu ý, các bạn không nên rửa cái phần mà cầm đùm liền liền ha, mình sẽ rửa cái phần cộng sên trước, tại nếu mà các bạn rửa cầm đùm liền trước thì khi rửa sên nó dơ, nó sẽ bắn vào cầm đùm liền gây dơ nữa, thành ra mất công rửa lại thôi. Rồi rửa phụ, rửa bô, xong mình xả nước lại rồi mình lau khô. Thì các bạn lau khô, các bạn có thể sử dụng những cái khăn mà lau xe chuyên dụng như là khăn của ba em á, thì cái khăn nó giá nó mắc, giá nó 50.000 một cái, thì mình có thể tận dụng những cái khăn rẻ tiền. Nhưng mà các bạn lưu ý phải lựa những cái khăn có thành phần phần chính á, là cotton, đặng cho nó mềm, nó hút nước nhiều, nó tránh làm trầy xước cái dàn áo mình ha. Rồi xong thì anh em lau xe xong, cái anh em của mình còn một công đoạn nó chờ cọng sên nó khô, thì mình sẽ lau cọng sên cho sạch nữa, rồi mình sẽ cho nhớt, cho dầu máy may vào trong cái cọng sên ha. Rồi xong mình lau cho khô cọng sên lại, rồi mình tiến hành mình chạy được rồi đó. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi vlog của mình ha, thấy hay nhớ like, share và subscribe ha. Thì cũng như cũ, góc trái màn hình các bạn có Facebook của mình á, thì các bạn có quan tâm thêm vấn đề nào thì các bạn có thể kết bạn, rồi sau đó inbox mình sẽ trả lời các bạn trong cái khả năng mà biết đâu nha. Những cái nào mà mình chưa có trải nghiệm qua hoặc là mình chưa biết thì mình cũng không thể giúp đỡ anh em đâu ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi vlog của mình ha.